Chơi game gặp cầu thủ, chơi liên minh gặp công bình, chơi PUBG gặp Messi, chơi đột kích gặp Ibrahimovic, chơi Among Us gặp Ricky Lambert, chơi FIFA gặp Pogba, chơi Audition gặp Johnny Evans, chơi Half-Life gặp Van Dai, chơi Plan Vest Zombie gặp Chiellini, chơi Pikachu gặp Lukaku.